Hai xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phần admin các bạn ha. Thì mình sau khi mà mình đã thêm được cái admin LTE vào cái project của mình rồi ha. Thì bây giờ các bạn sẽ nè, bạn coi nè. Bây giờ thì này là cái phần gì các bạn? Mình cho nó là cái phần phần chính đi, ha, phần dashboard đi, đó chính đi, cái trang chính của thằng admin đi. Thì các bạn sẽ vào lại phần home cho mình nè. Bạn xóa đi cái này, xóa đi ha, nhưng mà các bạn vẫn để session content nha và cái layout nha. Đây các bạn nhấn chuột phải nè và kiểm tra ha. Mình sẽ kiểm tra thử là cái thằng từ cái thằng dashboard này trở đi á thì nó sẽ là content, mình sẽ là content wrapper các bạn. Đây content wrapper đúng không, nó sẽ là content wrapper. Thì các bạn sẽ vào cho mình lại cái thằng app nè, content wrapper nè, đóng nó lại ha. Sau đó là các bạn content header online visiting content, đây bạn copy content wrapper là cái gì, cái nó sẽ là cái bao chọn cái content đó các bạn. Thì bây giờ các bạn chỉ cut này thôi, cut những cái phần trong thôi ha. Hoặc là các bạn đầu tiên các bạn chưa cut thì các bạn ẩn thử coi. Bây giờ các bạn ẩn thử coi nó là đây, các bạn ẩn thử ha, coi nó như thế nào đã. Đây nó ẩn cái phần bên phải rồi là ok nè. Vậy là cái phần này là chốt nè, đúng không, chốt phần trên x qua bên home nè, bắt ra đây là cái trang home nè. Rồi ở đây các bạn sẽ là gì, view đúng không, gọi cái content content đúng không, rồi gọi lại cái content đó, refresh lại đó, rồi ok gọi lại nè. Thì bây giờ nè, còn cái phần main bar đúng không, cái phần sidebar đúng không, cái phần sidebar này thì bây giờ các bạn ở cái phần admin nè, ở phần layout nè, các bạn chả tạo một cái folder mới cho mình gọi là cái include. Ở đây mình sẽ chọn là sidebar đi ha, .php. Rồi bây giờ là gì, phần sidebar này các bạn nhấn lít chuột phải nè, chỉ vô nó là sẽ là cái gì các bạn, assignment sidebar đúng không. Rồi assignment sidebar, đây assign nè, đóng lại đúng không, assign nè, đóng lại nè. Ở đây thì các bạn sẽ cut nó đi, sau đó các bạn bỏ vào cái file sidebar mà các bạn vừa mới tạo á. Rồi sau đó mình bây giờ mình gọi lại nè, gọi lại bằng cách là include chứ không có view nha các bạn. Include sidebar đi. Rồi. Sidebar layout include, nó phải vào include. Sau đó vào sidebar ha các bạn. Rồi thử hết lại coi. Rồi nó sẽ không biết nè, view include sidebar nằm đâu, là nó how nè. Thì bây giờ các bạn thử bỏ include đi coi. Rồi gọi sidebar không coi. Rồi nó cũng không hiểu luôn ha. Vậy nó phải vào gì các bạn? Nó từ trang app nè. App layout. Bạn vào thử lại layout nè, đúng không? Layout chấm gì? Chấm include thử coi. Chấm sidebar. Tại mọi cái view nó đều chạy chạy từ đầu hết các bạn ha, chạy từ cái góc hết. Thì bây giờ mình thể thử lại chạy coi. Đúng rồi nè. Nó sẽ chạy từ góc hết cho nên là bắt buộc các bạn phải vào layout, sau đó vào lại cái include mới vào được sidebar ha. Rồi ok nè. Nó chạy là ok nè. Nó không bị vỡ layout là ok các bạn ha. Rồi. Thì bây giờ là sidebar nè. Bây giờ mình sẽ tập trung cái phần sidebar nè, mình sẽ xóa bớt những cái không cần thiết đi các bạn. Đây cái hình ảnh nè, thì cái này hình ảnh logo cũng như là cái hình ảnh user nè. Thì các bạn ví dụ như cái này các bạn có thể copy cũng được, đem cái
hình ảnh này nó tầm từ đâu, this đúng không, this in my nè. Đó, các bạn có thể copy hết ha, rồi sau đó qua bên lại cái back end nè, back end nè, tạo ra cái img ha, rồi bắt ra. Rồi nếu mà các bạn muốn lấy hình ảnh ha, rồi bây giờ các bạn chỉ việc là sửa lại thôi. Ra hình ảnh này các bạn. Bây giờ phần sạch mà vẫn đi im ha, không thôi các bạn bỏ cũng được, vẫn để thôi. Rồi cái này là phần dashboard rồi, đúng rồi, trang chính là dashboard rồi. Thì bây giờ các bạn cho là home ha. Rồi brown home nè các bạn. Rồi dashboard 1, dashboard 2 các bạn bỏ đi, cái này thì mình không cần nữa. Bỏ đi cũng được nè. Rồi tiếp tục reject dashboard, để lại cái bát ba này đi các bạn. Rồi những cái phần khác các bạn bỏ đi cho mình ha. Bỏ hết các bạn. Mấy cái này thì mình sẽ lấy lại sau ha. Sẽ thêm sau. Giờ mình sẽ bỏ hết đi. Những cái đầu riêng này các bạn bỏ từ từ nha, chúng tôi nó bị lỗi cái giao diện các bạn. Quay lớn nè. Rồi ok nè, đấu lên. Rồi giờ mình thử refresh lại coi nó còn gì không. Rồi nó còn như thế này đúng không, nó còn như thế này thì menu open. Cái này là active đúng không? Rồi bây giờ cái này các bạn sẽ để là một phần là dashboard, dashboard một phần là các bạn copy ra là một lời nữa, mình sẽ để là danh mục, danh mục hoặc là category đi, category đi ha. Rồi là danh mục ạ. Ở đây là mình sẽ có là category ha, hoặc là bread category đi, thêm danh mục sản phẩm các bạn, hoặc là danh mục tour các bạn ha. Rồi cái dashboard này thì các bạn bỏ tiệp này cho mình nè, bỏ cái tiệp cũng như là rồi rất lại menu open các bạn bỏ đi cho mình cái class menu open này đi. Rồi cái query nè, cái query thì bây giờ các bạn sẽ bỏ cái active này cho mình, active này cho mình, ở đây là active nè, cái active nè, menu open đâu, đây menu open nè, các bạn bỏ cho mình ha. Rồi sẽ được như thế này. Cái query thì ở đây các bạn sẽ đổi lại far and free circle. File, cái này các bạn cho mình là file đi ha, file đó như thế này ha các bạn, hoặc là các bạn cho folder cũng được, folder cũng được. Cái này cái icon của phong quay xăm đó các bạn ha, cái icon của phong quay xăm thôi. Thì ví dụ như bây giờ các bạn phong quay xăm nè, phong awesome icon đó, thì bây giờ ví dụ như các bạn
chọn được cái kênh nào thì bạn thêm vào cho mình ha. Kênh nào? Phim video coding nào? Ở đây ghi nè, hoặc là folder open cũng được các bạn ha, folder open. Rồi, đây folder open nào. Đây các bạn, category. Red category. Red category thì bây giờ mình sẽ cho cái gear đi cho nó đẹp ha, cái gear. Nó sẽ là đây, vào copy paste gear. Rồi. À quên mất, cái này là cái gear nó nằm ở circle. À đây nè các bạn. Ghi lên đây nè. À ghi này là cái phiên bản nha. Phiên bản thấp hơn thì mình không có cái ghi này ha, solid. Như là mình phiên bản 4 chấm các bạn, không hơi xanh. Filter file ghi có S. Đây là font awesome. Bạn cho mình cái CDN font awesome. Ở đây các bạn cho mình bảng 5 hoặc bảng 6 đi ha. Đây bảng 6 nè. Copy cái CSS nè. CSS vào đây. Vào lại cái app các bạn. À, bây giờ mình chạy lại thử coi. Nè, chạy nè các bạn. Vậy là cái bảng này là bảng 6 các bạn ha. Con awesome của bảng 6.